Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học động từ một cách đầy đủ này, chúng ta sẽ tìm hiểu động từ défendre. Đây là một động từ có hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau và nó sẽ đưa ra hai cái danh từ cũng hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta coi động từ défendre là một ngoại động từ trực tiếp, verb transitive direct, VT, và nó dẫn tới một COD. Nó có ý nghĩa là bênh vực, là bào chữa, là bảo vệ, vân vân. Và người ta định nghĩa như sau: défendre ở trong cái nghĩa thứ nhất là chiến đấu để giúp đỡ, che chở ai hoặc là che chở một cái gì khỏi một cuộc tấn công. Như vậy chúng ta thấy trong cái định nghĩa này có những cái ý nghĩa này. Thứ nhất, cái người này phải bị tấn công thì mình mới bảo vệ, và bảo vệ bằng cách chúng ta chiến đấu giúp người đó chống lại một cái cuộc tấn công. Đó là ý nghĩa thứ nhất, là bênh vực, là bảo vệ, là bào chữa. Bảo vệ một đồng minh đang bị xâm lăng. Đồng minh là An-Allié. Chúng ta thấy là trên thế giới thì có một số các quốc gia rất là đồng minh với nhau, có những cái nghị định, có những cái liên kết, ký kết với nhau. Nếu bên này bị xâm lăng thì bên kia có nghĩa vụ là phải hỗ trợ, là phải bảo vệ. Défendre un allié contre un envahisseur. Envahisseur là danh từ của động từ envahir, là xâm lăng, là xâm lấn. Bảo vệ một đồng minh đang bị xâm lăng. Bảo vệ mạng sống của chính mình, défendre sa propre vie. Chúng ta thấy tính từ propre đứng trước một danh từ thì mang nghĩa là của chính mình. Bảo vệ mạng sống của chính mình, tức là mạng sống của chúng ta đang bị đe dọa, đang bị tấn công. Chúng ta phải bảo vệ chính mạng sống của chúng ta. Défendre quelqu'un au péril de sa vie. Đây cũng là bảo vệ một người khác, nhưng mà lấy liều thân mình ra để bảo vệ một người khác. Peril là một nỗi hiểm nguy, nguy hiểm. Bảo vệ người khác bằng chính sự nguy hiểm cho cái mạng sống của mình, tức là liều thân để bảo vệ ai. Défendre les couleurs, và đôi khi người ta nói là défendre les couleurs de son pays. Couleur là màu sắc, là số nhiều, ý nói đây là màu cờ, sắc áo. Thường thường một cái lá cờ phải có ít nhất từ hai màu đổ lên, đôi khi có rất nhiều màu, và người ta gọi đây là bảo vệ màu cờ sắc áo. Tức là trong một cái cuộc chiến đấu nào đó, hoặc là trong cuộc thi đua về thể thao, chúng ta bảo vệ màu cờ sắc áo của mình. Défendre un titre. Titre đây là một cái danh hiệu, tức là trong các cái cuộc thi đấu thể thao, mình thi đấu làm sao để mình bảo vệ được cái danh hiệu mình đã đạt được ở trong lần trước. Ví dụ một cái đội bóng hay là một nhóm vận động viên đã đạt được danh hiệu vô địch thì trong lần thi đấu sau họ cũng cố gắng để họ bảo vệ cái danh hiệu vô địch của họ. Défendre un titre. Ils défendent leur titre de champion. Champion là vô địch, danh hiệu vô địch, và họ muốn bảo vệ để không có bị người khác chiếm được. Défendre une thèse. Une thèse là một luận án. Ở đây là trong lĩnh vực đại học thì cái cách nói défendre une thèse có nghĩa là một thí sinh cố gắng bảo vệ cái luận án của mình trước cái hội đồng giám khảo, hoặc là mỗi hội đồng các cái giáo sư, họ họ hạch mình, họ đặt ra những câu hỏi cho mình, thì cái người thí sinh đó phải bảo vệ cái luận án của mình. Và người ta cũng dùng động từ défendre une thèse, và thèse này ở trong lĩnh vực đại học mà thôi. Hai câu này có ý nghĩa gần gần giống nhau. Défendre son opinion, opinion là ý kiến của mình, bảo vệ ý kiến của mình. Défendre son point de vue, point de vue là một cái quan điểm, vue là cái nhìn, point là một cái điểm, point de vue là một cái quan điểm. Mình có một cái quan điểm riêng của cá nhân mình và mình phải ra sức mình bảo vệ cái quan điểm đó. Défendre son opinion, défendre son point de vue. Và kế tiếp trong cái hình này, chúng ta thấy đây là một cái biểu ngữ xuất hiện ở trong ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ quốc tế đó. Thì défendre et promouvoir les droits des femmes, journée internationale des droits des femmes, ngày quốc tế dành cho nữ quyền, dành cho quyền lợi của phụ nữ, thì người ta nói là phải bảo vệ và phát huy các cái quyền của giới, của phái nữ, bảo vệ và phát huy quyền của phụ nữ. Và chúng ta cũng có thể hiểu cái động từ défendre với ý nghĩa là luôn luôn bào chữa, bênh vực, và thường thường là bênh vực trước những cái lời mà kết án tấn công của người khác.
Và khi người khác bị kết án, bị tấn công thì chúng ta muốn nâng đỡ cái người này, chúng ta dùng động từ défendre, du défendre toujours ton fils. Như vậy có lẽ đây là một lời của một người chồng nói với một người vợ, hoặc một người vợ nói với người chồng: em lúc nào cũng cũng bênh vực cái thằng con, hoặc là anh lúc nào cũng bênh vực cái thằng con của anh, tức là nó làm sai thì chúng ta phải sửa chữa. Đây thì có một người sửa thì một người lại bảo vệ cho nó, và chúng ta cũng dùng cái động từ défendre, du défendre toujours ton fils. Một luật sư đã tìm đủ mọi cách ra sức bảo vệ thân chủ của mình. L'avocat a bien défendu son client. Client là khách hàng, ở đây là chúng ta gọi là thân chủ. Vị luật sư này đã bảo vệ tốt, làm mọi cách để bảo vệ thân chủ của mình. Và chúng ta có một cái ý nghĩa cụ thể, một cái bộ y phục nó bảo vệ chúng ta khỏi lạnh, nó bảo vệ chúng ta khỏi nóng, đó là một cái bộ quần áo tốt, un vêtement qui défend du froid. Và như vậy chúng ta thấy trong ý nghĩa thứ nhất, cái cách dùng của động từ défendre với ý nghĩa là một ngoại động từ trực tiếp, thì nó có một số các cái ý nghĩa, chẳng hạn như là bênh vực, chẳng hạn như là bào chữa, chẳng hạn như là bảo vệ, vân vân. Trong phần thứ hai chúng ta thấy động từ défendre có nghĩa là cấm, và thường thường nó dùng ở dạng ngoại động từ gián tiếp, verbe transitif indirect, cấm ai cái gì, défendre quelque chose à quelqu'un. Như vậy cái điều mình cấm thì nó là trực tiếp, défendre quelque chose, cấm ai thì nó là gián tiếp, défendre quelque chose à quelqu'un. Chẳng hạn như cấm một người bệnh nhân không được uống rượu, cấm một bệnh nhân không được hút thuốc, défendre l'alcool à un malade, défendre de le tabac à quelqu'un. Cấm ai hút thuốc, cấm rượu, cấm thuốc, cấm một cái chuyện gì đó cho một người khác. Như vậy chúng ta thấy đây là mang ý nghĩa là cấm, tức là verb transitive indirect. Bác sĩ của anh ta đã cấm anh ta chơi những cái môn thể thao mạnh. Son médecin lui a défendu les sports violents. Sport là các cái môn thể thao mà nó đòi hỏi một cái cường độ mạnh, thì vị bác sĩ này cấm người này không được chơi những cái môn thể thao mạnh. Như vậy là cấm cái gì, cấm ai cái gì, cấm cái gì cho ai. Như vậy là cái điều mà chúng ta cấm là các cái môn thể thao mạnh, nó là COD, rồi cấm một cái người nào đó, người đó là COI. Luật pháp và tôn giáo, tất cả mọi thứ, luật pháp hay tôn giáo đều cấm giết người, la loi hoặc là la religion défend le meurtre. Như vậy đây là COD. Luật pháp cũng cấm giết người, các tôn giáo cũng cấm giết người. Luật pháp cấm mang vũ khí ở nơi công cộng, la loi défend le port d'armes dans les lieux publics. Le port là danh từ động từ porter, porter là mang. Luật pháp cấm mang vũ khí ở các nơi công cộng. Và đây là một cái khái niệm ở trong một số các nước phương Tây. Còn ở bên nước Việt Nam chúng ta thì cấm tàng trữ luôn các loại vũ khí. Không ai được trữ ở trong nhà các cái loại vũ khí, chúng ta gọi là ác mà. Chưa kể tới cái chuyện là mang vũ khí ra nơi công cộng. Cũng với ý nghĩa là cấm, chúng ta có một cái công thức thứ hai: défendre à quelqu'un de faire quelque chose. Ở trên chúng ta thấy défendre quelque chose à quelqu'un, cấm ai cái gì, và ở bên dưới cấm ai làm việc gì. Như vậy ở bên dưới chúng ta thấy có hai giới từ défendre à quelqu'un, ở trên cũng défendre à quelqu'un, de faire quelque chose, cấm ai làm cái gì. Bác sĩ của anh ta cấm anh ta gắng sức nhiều, son médecin lui a défendu de faire trop d'efforts. Như vậy ở đây chúng ta thấy nó cũng giống như ý nghĩa bên trên này. Nhà bên trên bác sĩ cấm anh ta chơi những cái trò chơi mạnh, thì ở bên dưới bác sĩ cấm anh ta làm những cái việc gì mà quá sức, kể cả chơi thể thao, kể cả các công việc lao động. Có ví dụ khác: son père lui défend de conduire sa voiture. Ba của anh ta cấm anh ta lái cái xe của ông ấy. Như vậy là chúng ta cũng thấy đây là cái công thức cấm ai, đây là COI, làm cái chuyện gì thì de. Ở đây chúng ta thấy có giấy từ de, cấm ai làm cái chuyện gì, và cấm ai thì người đó là COI. Son père lui défend de conduire sa voiture. Chúng ta cũng có thể có động từ se défendre, tức ở dạng phản thân, tức là chiến đấu tự bảo vệ chính mình. Il s'est défendu comme un lion. Anh ta tự bảo vệ, tự chiến đấu bảo vệ chính mình như là một con sư tử. Con sư tử là con mãnh thú ở trong núi rừng,
Nó tự bảo vệ mình một cách rất là mãnh liệt, rất là hùng mạnh. Và anh này, anh ta đang tự chiến đấu bảo vệ. Anh ta mãnh liệt như là một con sư tử. Il s'est défendu comme un lion. Se défendre contre une accusation. Một người bị những cái người xung quanh quy án, kết án, thì người ta tự bảo vệ chính mình. Và đây là chúng ta thấy là cách dùng ở động từ phản thân. Thay vì bảo vệ cho một người khác, thì bảo vệ cho chính bản thân mình. Chúng ta đã coi ở trong phần số 1 và phần số 2, động từ defend có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bảo vệ. Thì bây giờ nó cũng đưa ra một cái danh từ defend là sự bảo vệ. Ý nghĩa thứ hai, defend là cấm. Và ở đây chúng ta cũng có thấy một cái danh từ defend là sự cấm đoán. Như vậy, động từ defend có hai ý nghĩa, bảo vệ và cấm đoán. Thì động từ defend cũng đưa ra hai danh từ. Danh từ đó là sự bảo vệ hoặc là sự cấm đoán. Và ngoài ra chúng ta có một cái danh từ khác nữa là chúng ta sẽ coi ở bên dưới, un défenseur là một người bảo vệ. Trước hết chúng ta coi danh từ la défense với ý nghĩa là sự bảo vệ. Đầu tiên chúng ta có cái chữ rất là hay xuất hiện ở trên báo chí, Bộ Quốc phòng, Ministère de la Défense. Đây là một bộ trong chính phủ của một quốc gia chuyên lo cái chuyện phòng vệ quốc gia của mình chống khỏi kẻ thù. Ministère de la Défense. Sự tự vệ chính đáng, la légitime défense. Chúng ta bị một cái sự tấn công mà ngay lập tức chúng ta có quyền tự vệ, và cái sự tự vệ đó là chính đáng. Sự tự vệ chính đáng đó được định nghĩa là tự bảo vệ mình, tự bảo vệ và chiến đấu để bảo vệ thân mình đó. Khi chúng ta bị một cái cuộc tấn công ngay lập tức bởi một người khác, khi người khác tấn công mình ngay lập tức, ngay trước mắt, chúng ta không có thời gian suy nghĩ, chúng ta phải tự bảo vệ mình. Và như vậy người ta gọi là sự tự vệ chính đáng, la légitime défense. Ở bên dưới chúng ta thấy chữ la défense nó mang một cái ý nghĩa khác là cái ngà voi hoặc là cái nanh của con heo rừng. Ở bên trái của chúng ta thấy đây là một cái đầu một con voi ở trong hoang dã. Nó có hai cái, đây là hai cái răng nanh của nó, và chúng ta gọi là cái ngà. Và trong thư pháp gọi là la défense, bởi vì nó dùng cái răng này, cái ngà này để nó bảo vệ bản thân nó hoặc là gia đình nó. Đây là bên tay phải là một con heo rừng, un sanglier, nó cũng có hai cái răng nanh và coi như là vũ khí của nó để chống lại kẻ thù. Như vậy chúng ta thấy trong thư pháp đều dùng ngà voi hoặc là nanh của con heo rừng là la défense. Như vậy cái là cái vũ khí để cho nó tự bảo vệ bản thân nó hoặc là bảo vệ những cái con thú trong cái gia đình của nó. Và chúng ta cũng cần để ý la défense de l'éléphant thì khác với la défense de l'éléphant. Ở đây chúng ta thấy chữ défense nó mang hai ý nghĩa khác nhau này. Cái défense de l'éléphant thì mang cái nghĩa là ngà của loài voi. Cái vũ khí tự bảo vệ của loài voi. Còn trong khi chúng ta thấy la défense de l'éléphant là việc bảo vệ giống voi. Ở đây là có những cái chính sách để bảo vệ không cho người ta săn bắt các cái con voi trong hoang dã. Đây là cái ngà, đây là sự bảo vệ. Và ý nghĩa thứ hai của danh từ la défense là sự cấm đoán, và đồng nghĩa của nó là l'interdiction. Chúng ta thấy có rất nhiều các cái ký hiệu để cấm ở trong xã hội của chúng ta. Bây giờ người ta có thể làm bằng các cái ký hiệu khác, nhưng mà nó cũng có dùng cái chữ défense ở trong cái ý nghĩa là cấm đoán. Cấm dán giấy, défense d'afficher. Khi người ta thấy cái chữ này là chúng ta trên một cái bức tường, trên một cái nơi không gian công cộng, không được dán hoặc là treo một cái tờ giấy gì với ý riêng của mình. Défense d'afficher, cấm dán giấy. Défense de fumer, cấm hút thuốc. Để chúng ta thấy có cái hình cái điếu thuốc đang cháy rồi người ta gạch đi, và bên dưới người ta để cái chữ défense de fumer, défense d'entrer sous peine d'amende. Amende là bị phạt, cấm vào nếu đi vào thì bị phạt. Ở đây chúng ta thấy là có những cái chỗ chẳng hạn như là trước một cái nhà ở riêng thì người ta để cái bảng là đây là tư gia, cấm đậu xe, cấm đi vào. Ở đây là nơi này cấm đậu xe bởi vì trong này có cái con đường xe hay ra vào. Propriété privée, défense d'entrée. Đây là nơi riêng, không được ai lạ đi vào.
Défense de stationner, sortie de voiture. Đây là lối ra vào của xe cộ, cấm đậu xe. Như vậy người ta dùng cái danh từ défense đi với dưới từ de và đi với một cái động từ nguyên thể là cấm làm cái chuyện gì. Và chúng ta đọc lại một số các cái cách cấm hay thấy ở ngoài không gian công cộng. Défense d'afficher, défense de fumer, défense d'entrer sous peine d'amende, défense de stationner. Và sau cùng chúng ta có cái danh từ là un défenseur, dĩ nhiên đây là một người rồi. Un défenseur là một người, có thể là một người bảo vệ một cái chuyện gì, hoặc là trong môn bóng đá đó, một số môn thể thao đó, défenseur là hậu vệ. Il est le défenseur des faibles, des opprimés. Người này là người bảo vệ những kẻ bị yếu đuối, những người bị áp bức bóc lột. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Veuve là các góa phụ, orphelin là các cái trẻ mồ côi, người bảo vệ cô nhi quả phụ, đó là ý nghĩa là người bảo vệ. Trong xã hội, trong lịch sử có những người, có những danh nhân họ có những cái công việc rất là đi bảo vệ những cái người bị yếu thế, những người bị áp bức bóc lột, những cái bà góa, những trẻ thơ bị mồ côi. Và ở trong môn bóng đá, anh ấy là hậu vệ bóng đá giỏi nhất. Il est le meilleur défenseur au football. Défenseur đây có nghĩa là hậu vệ, tức là người chơi ở vị trí thấp nhất ở trước cổng môn để bảo vệ cổng môn. Và đây cũng là một người mang cái ý nghĩa là bảo vệ mà chúng ta gọi là hậu vệ. Như vậy sau khi tìm hiểu ý nghĩa của và cách dùng của động từ défendre, chúng ta thấy động từ défendre thường nó có hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất là bảo vệ và nó đưa ra một cái danh từ là la défense, sự bảo vệ, bộ quốc phòng chẳng hạn. Và ý nghĩa thứ hai là cấm đoán thì cũng đưa ra một cái danh từ cũng giống như trên la défense, chẳng hạn như là cấm hút thuốc, défense de fumer. Và từ cái động từ cấm đoán này thì chúng ta có hai cái công thức: cấm ai một cái điều gì, défendre quelque chose à quelqu'un, cấm ai uống rượu, hút thuốc chẳng hạn, hoặc là défendre à quelqu'un de faire quelque chose, cấm ai làm cái việc nặng, cấm ai đi vào trong cái chỗ nào. Như vậy ở trong cái động từ này chúng ta cần phân biệt rất rõ, nó mang một cái hình thức duy nhất là défendre thôi, nhưng mà hai ý nghĩa hoàn toàn là khác nhau, bảo vệ và cấm toán. Xin chào tất cả mọi người.